Ốt 5 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới giúp bạn thay đổi cách nhìn về thế giới. Nếu bạn là một dân mọt sách chính hiệu, chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng trên thế giới. Qua những quyển tiểu thuyết đó, giúp chúng ta lĩnh hội thêm nhiều quan điểm sống tích cực, biết cách tư duy và tập trung cao độ trong mọi vấn đề của cuộc sống. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến độc giả top 5 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới giúp bạn thay đổi cách nhìn về thế giới qua bài viết sau đây. 1. Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Colin McCullough. Tiểu thuyết nổi tiếng tiếng chim hót trong bụi mận gai tựa gốc, The Thorn Bush được nữ tác giả Colin McCullough ra mắt lần đầu vào năm 1977 và nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của thế giới. Cũng không ai biết được rằng, vào thời điểm tác phẩm được sáng tác, bà Colin McCullough khi ấy vẫn còn đang là một nhân viên y tá. Nội dung của tiểu thuyết không chỉ xoay quanh về lịch sử của gia đình nhà Cleary mà trên hết đó là mối tình của cô gái Maggie Cleary và vị cha xứ Raphael Bricassat. Đây là một câu chuyện tình yêu đầy dẫy những bị kịch nhưng cũng rất ngọt ngào được tác giả tóm gọn lại bằng bốn chữ nỗi đau tuyệt vời. Bên cạnh đó, chính tác giả cũng đã lồng ghép một câu chuyện truyền thuyết nói về chú chim có giọng hót hay nhất thế gian, nhưng đổi lại, chú chim phải hy sinh thân mình bằng cách lao vào bụt mận gai nhọn nhất để đổi lấy tiếng hót mà khiến cho muôn loài phải ghen tị. 2. Ông già và biển cả, Ernest Hemingway Ông già và biển cả có tên tiếng Anh là Theoman and Tessie, đây là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Ernest Hemingway được viết vào năm 1951 và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1952. Đây là tiểu thuyết mang hơi hướng viễn tưởng và đã đem lại cho tác giả những thành công vang dội trong sự nghiệp văn chương của mình. Có thể kể đến các giải thưởng danh giá như giải thưởng Pulitzer dành cho tác phẩm hư cấu vào năm 1953 và giải Nobel văn học được trao vào năm 1954 vì tác phẩm này đã có đóng góp to lớn cho nền văn học của nhân loại. Tiểu thuyết nổi tiếng này kể về cuộc hành trình dài 3 ngày đêm của ông lão đánh cá Santiago để săn bắt con cá kiếm khổng lồ. Tác giả đã miêu tả rõ nét những vất vả, hiểm nguy của ông lão trước biển cả rộng lớn, ấn tượng nhất trong tác phẩm này chính là nguyên lý tảng băng trôi. Tác phẩm này như là một lời ngợi ca cho ý chí kiên cường và sức mạnh lao động của con người. 3. Hai số phận Geoffrey Archer. Hai số phận tựa gốc tiếng Anh Can and Abel là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng kinh điển của nhà văn người Anh Jeffrey Archer được ra mắt lần đầu vào năm 1979. Nội dung của tác phẩm nói về số phận của hai con người khác nhau nhưng lại cùng được sinh ra vào cùng một thời điểm của năm 1906. Một người thì có tên là William Logel Can được sinh ra trong một gia đình giàu trong khi người kia là Abel Rosnowski tên trước đó là Guladech có gốc là người Ba Lan lại phải sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và mang dị tật nên đã phải rất vất vả để kiếm sống từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Chính những sự đối lập về hoàn cảnh, cách sống của hai người cho đến khi qua đời sẽ khiến cho người đọc thấm thía rất nhiều bài học trong cuộc sống. Đối với hai nhân vật trong tác phẩm, dù họ giàu hay nghèo nhưng điểm chung là họ luôn có ý chí mạnh mẽ và quyết tâm cao vượt qua nhiều khó khăn, khắc nghiệt để đến được với ước mơ của họ cũng như chinh phục được bản thân mình. Nhờ vào những vào thông điệp ý nghĩa và nhân văn này mà tiểu thuyết nổi tiếng này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ độc giả trên khắp thế giới, giúp họ có thêm niềm tin, động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống này. 4. Kẻ trộm sách, Marcus Zusak Tác phẩm Kẻ trộm sách được nhà văn Marcus Zusak ra mắt và xuất bản lần đầu vào năm 2005 và nhanh chóng trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bán chạy nhất trên thế giới. Tác phẩm được lấy bối cảnh ở những năm chiến tranh thế giới thứ hai, Nội dung câu chuyện kể về cô bé Liezen Meminger sống ở phố thiên đàng tại Munich. Cô bé vốn có niềm yêu thích đặc biệt đối với sách và ngôn ngữ, nhờ điều đó mà Liezen có thể cứu giúp và hàn gắn mọi người lại với nhau trong chế độ phát xít đầy man dợ ở thời kỳ đó, cũng như làm cho thần chết phải rơi nước mắt trước cảnh con người đang tìm cách tiêu diệt chính đồng loại của mình. Kể từ thời điểm tác phẩm vừa mới ra mắt, ngay lập tức đã gây sự kinh ngạc lớn cho những nhà phê bình văn học cũng như đã chiếm trọn trái tim của mọi độc giả trên toàn thế giới. Năm, Dừng Na Uy, Haruki Murakami. Dừng Na Uy được xem như một trong những tiểu thuyết nổi tiếng và để đời của nhà văn Haruki Murakami. Tác phẩm được lấy bối cảnh xã hội Nhật Bản của những năm 1960 đến 1970, thời điểm mà Nhật Bản đang trong thời kỳ đen tối với đầy rẫy những cuộc bạo động chính trị, tệ nạn ăn chơi, rượu bia và mại dâm, và cách mà các chàng trai cô gái độ tuổi sinh viên như Naoko, Teoru, Midori phải chống chọi và níu giữ các mối quan hệ tình yêu trong thế giới đầy náo loạn đó. Qua ngòi bút tài tình của tác giả Murakami, tác phẩm sẽ đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đôi khi có cả sự ám ảnh. Qua đó, người đọc càng biết trân trọng và quý giá sức mạnh của tình yêu, bởi vì trong những tình huống tồi tệ nhất, chỉ có tình yêu mới giúp cho bạn trở nên mạnh mẽ và kiên cường để thoát khỏi những cạm bẫy nguy hiểm của cuộc sống. Trên đây là top 5 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới giúp bạn thay đổi cách nhìn về thế giới mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các quý độc giả mong rằng khi đọc những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này sẽ giúp cho chúng ta có thêm động lực sự tự tin để sống tích cực và ý nghĩa hơn trong cuộc sống này